Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá các trường đại học tại xứ sở Kim Chi xinh đẹp. Và trong chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trường đại học vô cùng rộng lớn và hiện đại tại thành phố Gangju, phía nam của Hàn Quốc. Và trường đại học đó mang tên trường đại học Chosun. Trường đại học này là một trong những trường đại học có lịch sử vô cùng lâu đời và khuôn viên của trường đại học vô cùng rộng lớn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau vào thăm trường nhé. Bây giờ chúng ta hãy thử ghé thăm một lớp học để xem các bạn ấy học như thế nào nhé. Xin mời. Thưa các bạn, hiện tại tôi đang đứng trong một phòng học dành cho các bạn sinh viên quốc tế tại trường đại học Chosun. Các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều các bạn sinh viên đang theo học. Có rất là nhiều các bạn học sinh Việt Nam đang ở đây. Xin chào. Xin chào.
chào, hiện tại tôi đang đứng tại tòa nhà ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Chosun. Từ bên ngoài nhìn vào thì các bạn có thể thấy tòa nhà này khá là sang trang và hiện đại đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong và khám phá xem tòa nhà này có những gì nhé. Xin mời. Bây giờ chúng ta đang ở trong tòa nhà ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Chosun. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong và tham quan nhé. Wow, ở đây các bạn có thể thấy là đây là một cửa hàng cà phê dành cho các bạn sinh viên và các bạn sinh viên có thể uống cà phê ở tại đây. Ngoài ra ở trong này thì các bạn có thể thấy là một rất là rộng lớn. Nếu các bạn sinh viên mà không có thể thì chúng ta sẽ không thể đi vào bên trong. Ở trường Đại học Chosun thì sẽ có hai tòa nhà dành cho sinh viên nam và sinh viên nữ. Các bạn nữ thì sẽ ở bên phía bên tòa nhà bên này, nam thì sẽ ở bên tòa nhà phía bên này. So với bệnh viện của trường Đại học Chosun, vì vậy các bạn sinh viên ở đây sẽ không cần phải lo ngại về vấn đề sức khỏe của mình. Ở tòa nhà ký túc xá này thì cũng có khu vực cho nam riêng và khu vực cho nữ riêng. Ngoài ra điều kiện thuận lợi ở ký túc xá này đó là các bạn hoàn toàn có thể tự nấu ăn ở trong phòng nấu ăn riêng của mình. Tuy nhiên có một điều bất lợi nho nhỏ dành cho các bạn sinh viên ở đây đó là phòng tắm và phòng vệ sinh của các bạn thì đều là dùng chung chứ không có khu vực dành riêng cho mỗi phòng. Tuy nhiên tôi nghĩ là đó chỉ là một điều bất lợi nho nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào khám phá xem ký túc xá của các bạn sinh viên ở đây như thế nào nhé.
bạn có thể thấy đây là chai bia Cloud. Bình thường thì chai bia này sẽ có giá khoảng 4.000 won, nhưng mà hôm nay ở đây đang giảm giá và nó chỉ có giá 1.000 won mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng ăn món ăn.